Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong game show Đấu trường cờ Việt 2017-2018. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục có một trận đấu thuộc vòng 3 giữa hai người chơi, kỳ thủ Đỗ Quốc Việt đến từ Quảng Ninh và kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ. Tôi là biên tập viên Phú Dũng và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt rất quen thuộc. Xin được trân trọng giới thiệu trọng tài Lưu Đức Hải, người sẽ cầm cân đẩy mực trong trận đấu ngày hôm nay. Lần nữa xin được cảm ơn Lưu Đức Hải đã dành thời gian cho Đấu trường cờ Việt 2017-2018. Và ngày hôm nay thì chúng ta có được một trận đấu, một kỳ thủ tới từ Quảng Ninh và một kỳ thủ tới từ Phú Thọ. Vậy thì ông có thể đánh giá thế nào, nhận xét như thế nào về phong trào cờ ở hai tỉnh này? Vâng, thưa anh Phú Dũng, thưa quý vị khán thính giả, thưa hai kỳ thủ. Trận đấu hôm nay thì là trận đấu giữa hai kỳ thủ Đỗ Quốc Việt đến từ Quảng Ninh gặp Phan Anh Tuấn đến từ Phú Thọ. Vâng, và MC Phú Dũng thì có hỏi tôi một câu hỏi về phong trào cờ của hai nơi. Trước hết thì chúng ta hãy nói về hai kỳ thủ này. Hai kỳ thủ này thì rất là quen thuộc bởi vì hôm nay đã là trận đấu ở vòng 3. Thưa anh, là anh Đỗ Quốc Việt thì là người đến từ câu lạc bộ cờ tướng Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta bắt đầu biết đến anh từ trận 63 của vòng 1. Tại trận đấy, Đỗ Quốc Việt đã thắng 2 ván trước Phùng Đình Thành của Hà Nội. Anh giành được quyền vào vòng 2 của Đấu trường cờ Việt. Tới vòng 2 ở trận 7, anh lại thắng 2 ván trước Nguyễn Hồng Quân đến từ Thanh Hóa. Như vậy, anh đã giành được quyền vào vòng 3. Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh tới vòng 2 có tới 5 người lọt vào vòng 3. Và đây là một trong những tỉnh có đông kỳ thủ nhất lọt vào vòng 3 của Đấu trường cờ Việt. Có thể nói về làng cờ của Quảng Ninh, vào hồi thập niên 60 của thế kỷ trước, năm 1969, tại giải vô địch cờ tướng liên tỉnh miền Bắc lần thứ 3, một người Quảng Ninh đã đoạt ngôi vô địch, đó là ông Phạm Văn Tuyển, người mà ngày nay bác đã là một trong những hạt nhân rất quan trọng của tỉnh phát triển cả phong trào cờ vua lẫn cờ tướng. Nhân vật số 2 là ông Phạm Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam trong nhiệm kỳ trước, và ông là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Xây dựng của Quảng Ninh. Với hai nhân vật tiêu biểu này, có thể thấy rằng là phong trào của Quảng Ninh đã nổi danh từ hồi thập niên 50 của thế kỷ trước. Đối với kỳ thủ Phan Anh Tuấn đến từ Phú Thọ, chúng ta biết đến kỳ thủ trẻ này bắt đầu từ trận 64 vòng 1, nghĩa là khi anh Quốc Việt nổi danh ở trận 63 thì ngay sau đó ngày hôm sau anh Phan Anh Tuấn nổi danh ở trận 64. Vâng. Hai bên là có thể thấy rằng hai tỉnh cũng là cân sức cân tài đó. Và đến nay thì tỉnh Phú Thọ cũng có 5 người lọt vào vòng 3 của Đấu trường cờ Việt. Như vậy là cân nhau, mỗi nơi có 5 kỳ thủ. Sau khi thắng 2 ván và thua 1 ván trước Dương Hồ Bảo Duy của thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 1, Phan Anh Tuấn lọt vào vòng 2, và trận 39 vòng 2 anh thắng 2 thua 1 trước Nguyễn Văn Bon đến từ Quảng Ngãi, lọt vào vòng 3. Thế thì tỉnh Quảng Ninh ấy, thì có 5 cái câu lạc bộ của 5 cái thành phố và thị xã quan trọng, và một trong những tỉnh nhiều thành phố thị xã nhất, và nơi nào nhiều đô thị thì đấy cũng là nơi phong trào cờ rất là tốt. Còn Phú Thọ thì có thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ. Phú Thọ ngày xưa là thủ phủ của tỉnh Phú Thọ, nhưng vào năm 1960 thì khu công nghiệp mới Việt Trì ra đời và nó trở thành đô thị, và nay là đô thị loại 1, lại là thủ phủ của tỉnh. Thành phố này nằm ở ngã ba sông, một bên là sông Thao, một bên là sông Lô và một bên là sông Hồng. Và thành phố ngã ba sông này ở phía bắc có khu di tích lịch sử Đền Hùng. Và chúng ta không có người nổi danh như Quảng Ninh, như hai người mà chúng tôi đã nhắc đến tiêu biểu, nhưng chúng ta có lịch sử dài hơn Quảng Ninh. Chúng ta hãy nghe một đoạn trên tờ báo Đông Pháp ngày 4 tháng 4 năm 1935. Cuộc thi tại Đền Hùng, Hội Hùng Vương năm nay ngoài những cuộc vui như cờ người, đu tiên rước kiệu, quan tuần phủ lại còn cho một mở cuộc thi bánh. Trước là làm lễ phẩm kính tổ, sau làm một dịp để cho phụ nữ thi tài. Như vậy tức là ngoài những cuộc vui cờ người, chúng ta biết rằng ở đất nước ta những vùng nào cờ rất phát triển mới có cờ người. Và đấy là những cái nơi mà địa phương coi là một môn thể thao truyền thống của dân tộc, cần phải lưu giữ. Chúng ta hãy xem bức ảnh cờ người ngoài Đền Hùng, bên kia sông là Bạch Hạc, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, nhưng đã từng một thời kỳ là tỉnh Vĩnh Phú.
Như vậy thì cờ người ngày đó, cái người được chấm dài nhất đây là cô có trong bức ảnh này. Đấy, chúng ta thấy rằng. Và như vậy cách đây 80 năm thì cờ người đã có từ rất lâu ở Đền Hùng. Nói như vậy để thấy rằng là tuy chưa có người tiêu biểu như ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn sau này, nhưng lại lịch sử dài hơn so với Quảng Ninh. Cho thấy rằng là đây đều là những trung tâm cờ rất là tốt. Và hy vọng trận đấu hôm nay sẽ là trận đấu tiêu biểu của hai kỳ thủ trong số 5 người mạnh nhất của hai tỉnh. Vâng. Kỳ thủ Đỗ Quốc Việt và Phan Anh Tuấn đến từ hai địa phương, có thể nói là có phong trào cờ khá là mạnh của nước ta đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của trọng tài Lưu Đức Hải, những thông tin rất bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai người chơi ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đầu tiên, kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tới từ Quảng Ninh, anh hiện đang sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ tướng thành phố Móng Cái, và thành tích tiêu biểu trong cờ tướng, anh đã từng đạt được giải nhất cờ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Móng Cái năm 2017. Xin được chào anh Việt ạ. Vâng, chào anh MC Dũng và chào chú Đức Hải, chào toàn bộ quý vị khán giả. Vâng, ngày hôm nay anh đến với đấu trường cờ Việt cùng với ai ạ? Tôi đến với một người bạn, một người em tôi là em Dũng. Vâng. Và người và em của anh có dự định là sẽ hỗ trợ mình trong cái trận đấu ngày hôm nay không ạ? Vâng, em không hỗ trợ. Vâng. Có lẽ là anh sẽ không cần dùng tới cái sự trợ giúp hỗ trợ từ người thân đúng không ạ? Đối thủ của anh hôm nay là kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ. Anh đã từng giao đấu với đối thủ của mình hôm nay chưa? Trước đây. Anh Tuấn thì em xem qua hai trận thi đấu của anh đấy thôi. Còn lại thì trước đến nay anh em chưa thi đấu với nhau bao giờ. Vâng. Tức là hai kỳ thủ của chúng ta ngày hôm nay chưa từng gặp nhau, chưa thi đấu với nhau. Và chúng ta cùng mong chờ một màn đọ sức, đọ trí rất hấp dẫn giữa hai kỳ thủ ngày hôm nay. Và ở tại vòng 2, anh đã vượt qua kỳ thủ Nguyễn Hồng Quân tới từ Thanh Hóa. Những cái diễn biến của vòng 2 anh còn nhớ chưa ạ? Vâng, em vẫn nhớ. Vâng. Ở vòng 2 thì anh đã áp dụng cái lối chơi như thế nào ạ? Phòng thủ hay là tấn công ạ? Nghĩa là ở vòng 2 thì sau khi mà giành chiến thắng ở ván thứ nhất thì ván thứ hai em đã phòng thủ anh ạ. Vâng, và anh vượt qua đối thủ Nguyễn Hồng Quân sau 2 trận đúng không ạ? 2 ván đấu đúng không ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Đỗ Quốc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với người chơi còn lại, kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ. Xin chào anh Tuấn ạ. Vâng, chào anh ạ. Cảm giác của anh bây giờ như thế nào ạ? Cảm giác bình thường ạ. Bình thường. Hôm nay thì tôi có quan sát thấy ở trong trường quay của đấu trường cờ Việt có rất đông các cổ động viên là người nhà và là người thân, bạn bè của anh đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, bây giờ anh có muốn nói gì với các cổ động viên đang ngồi ở trong trường quay của đấu trường cờ Việt không ạ? Vâng, thì hôm nay là có ông bà trẻ và câu lạc bộ Việt Trì, bố cả là gia đình nhà em đến cổ vũ thì em rất là vui và phấn khích. Đấy, em dùng từ đây. Và trong bản đăng ký thì anh Phan Anh Tuấn hiện đang sinh hoạt tại câu lạc bộ cờ tướng của Việt Trì Phú Thọ, và thành tích của anh là vô địch giải cờ tướng hội Đền Hùng. Anh có thể chia sẻ gì về giải đấu này không ạ? Vâng, Đền Hùng thì mới một năm là có cái mùng 10 tháng 3 là có tổ chức giải Đền Hùng, thì em cũng có đạt được chút thành tích cũng nhỏ nhỏ đấy ạ. Và từ năm nay ạ, năm 2017 đấy ạ. Vâng. Ngay sau đây chúng ta cùng quay trở lại với không khí của trường quay đấu trường cờ Việt. Đã có rất đông các cổ động viên tới từ Việt Trì Phú Thọ, là cổ động viên của anh Phan Anh Tuấn ạ. Và hy vọng rằng là cái lượng cổ động viên đông đảo cũng không hề gây sức ép cho anh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Xin hỏi hai người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi ạ. Trọng tài Lưu Đức Hải, ông đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng, hai người chơi đã sẵn sàng, trọng tài cũng đã sẵn sàng. Ván đấu thứ nhất, bắt đầu. Chúng ta đang theo dõi ván đấu thứ nhất. Cầm quân bên đỏ đi trước là Đỗ Quốc Việt đến từ Quảng Ninh. Cầm quân bên đen đi sau là Phan Anh Tuấn đến từ Phú Thọ. Đỏ đã dùng phi tả tượng, tức là quân tượng cánh trái đi ở ngay nước đi đầu tiên. Để đáp lại, đen tốt 3 tiến 1. Như vậy, đen dùng tiên nhân chỉ lộ hay còn gọi là binh cục để đối lại với phi tả tượng. Vẫn còn cơ hội cho bên đen để vào pháo đầu. Còn đối với bên đỏ,
không có cơ hội để vào pháo đầu, có nghĩa là đỏ chủ trương phòng thủ chặt và tấn công theo thế trận. Quân xe đã tiến một của bên đen liệu hoành sang lộ 4, lộ 6 hay lộ 7? Chúng ta sẽ chờ đợi. Đen vẫn chưa vào pháo đầu. Đen mã 8 tiến 9. Một mã vào trung tâm, một mã ra biên. Đỏ cũng đáp lại, một mã vào trung tâm, một mã ra biên. Quý vị và các bạn đang được theo dõi những diễn biến của ván đấu thứ nhất. Trận đấu thuộc vòng 3 giữa kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tới từ Quảng Ninh và kỳ thủ Phan Anh Tuấn đến từ Phú Thọ. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và share trên kênh YouTube fanpage của Đấu Trường Cờ Việt. Đó cũng là một cách để ủng hộ game show Đấu Trường Cờ Việt và giúp cho Đấu Trường Cờ Việt có thể mang tới cho quý vị và các bạn nhiều trận đấu hay hơn nữa. Như vậy là đan đề mã đối công với đan đề mã. Quân tượng đỏ của bên đi tiên, tượng 7 tiến 9, mã 8 lại tiến 9 lên biên, còn tượng 7 tiến 5. Trong cấu trúc mã lên biên như thế này, nếu không khẩn trương đi mã, đây sẽ được coi là một trong những điểm yếu để bên đen khai thác, bởi mã không có căn giữ bởi quân tượng ở lộ 7 như bình thường. Đỏ đã tích cực tấn công vào biên bằng nước pháo tiến 4 để ăn tốt hơn quân tốt biên. Sự khác biệt của hai quân mã bên điên của bên đỏ và bên đen là chỗ mã đen có tượng 7 phòng thủ giữ mã ở lộ 9, còn đỏ không có tượng ở lộ 7 giữ mã ở lộ 9. Giờ sẽ là tốt 1 tiến 1. Đây chính là điểm yếu đã bị khai thác bởi tượng lên không đúng vị trí. Cùng tấn công ở biên, đỏ tiền pháo hậu tốt, đen tiền tốt hậu pháo. Đấy là sự khác biệt giữa hai trận đan đề của hai bên đối công với nhau. Vâng, tôi đã nhận được tín hiệu của anh Phan Anh Tuấn đến từ Phú Thọ. Anh muốn nói gì ạ? Trợ giúp ạ. Vâng, anh Tuấn dùng tới quyền trợ giúp. Xin mời người trợ giúp cho kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ ạ. Mẹ này không? Alo, em có nghe thấy ạ. Theo anh nước này đi nào anh ạ. Nói lại nào. Vâng, theo anh nước này là đi như thế nào anh? Thì hợp lý ạ. Nếu em bây giờ em lắc con tốt biên ra bắt thằng mã ấy, nó sẽ nhảy mã lên thì em tức là tốt tốt 1 bình 2 anh. Ừ. Vâng, tốt 1 bình 2 thì con mã nếu mà nó tiến lên thì là nó tiến 3 thì em ăn thằng tốt kia thằng sông. Và thì khi đó họ phải ăn tượng lên đúng không ạ? Tượng lên thì mình ăn tốt là tượng ạ. Lắc lắc tốt ra bắt mã xong ăn tốt thằng sông.
Nếu mà người ta thoái mã về thì mình vẫn ăn tốt lên không, hề là người ta lộn pháo thì mình một lộn phang không, người ta đóng vào đầu, có cái trường hợp đấy không anh? Bây giờ em cứ phải lắc tốt biên ra đi đã. Lắp tốt biên thì người ta thoái thì thoái mã về. Nó thoái mã về đâu? Liệu người ta có thể ăn tốt tốt 7-1 không anh? Thì mình lắc Người tốt ta ra bỏ bắt mã rồi mà. mình mới ăn tốt sang sông nha. Vâng, em hiểu rồi. Ừ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Ừ. Vâng, anh Phan Anh Tuấn đã nghe rõ sự trợ giúp của người chơi, người đi cùng chưa ạ? Rồi, em nghe rõ rồi ạ. Vâng, và đấu tiếp tục. Đen đã tốt một bình hai, khai thác lợi thế tiền tốt hậu pháo bằng cách bắt quân mã ở lộ 9. Đỏ sẽ mã 9 tiến 7 hay mã 9 thoái 7? Đỏ đã chấp nhận bỏ quân. Đây là nước bỏ quân đoạt thế. Có thể nói kỳ thủ bên đỏ đã chọn một phương án rất là mạo hiểm, táo bạo bằng cách bỏ quân mã biên để đẩy tốt 7 tấn công vào phòng tuyến của bên đen. Thưa trọng tài Lưu Đức Hải, ông đánh giá thế nào về nước cờ vừa rồi của kỳ thủ Đỗ Quốc Việt ạ? Liệu đó có phải là một cái cờ quá mạo hiểm không ạ? Vâng, theo tôi thì đấy là phong cách chơi của kỳ thủ Quảng Ninh. Và bởi vì quân mã đó không bị bắt chết, quân mã lộ 9 có thể tiến 7 hoặc thoái 7 và chỉ kém ưu thế một chút bởi quân tốt đen sang sông. Tuy nhiên, với phong cách rất là bão như thế này thì trận đấu này sẽ chắc chắn rất là hay, bởi vì bỏ quân đoạt thế và chúng ta sẽ xem là bên hơn quân sẽ phòng thủ thế nào trước quân tốt của bên đỏ tấn công vào phòng tuyến của mình. Có thể nói là một phong cách rất thú vị. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ bước vào vòng 4 gặp đối thủ một trong hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm của thành phố Hồ Chí Minh hoặc Nguyễn Anh Quỳnh của Hà Nội. Bây giờ hai quân đất đỏ, một quân lộ 7, một quân lộ 1 sẽ liên tiếp tấn công vào hai mã của bên đen. Bây giờ tiếp tục lại một phản đòn ở bên cánh trái của bên đen, đó là cấu trúc tiếp tục
là tiền tốt hậu pháo, đe dọa bắt quân Mã ở lộ 3 của bên đỏ. Một quân đã sẵn sàng nằm trên hàng ngang cùng với pháo đỏ, để nếu tốt đỏ ăn sang thì hai quân pháo này sẽ tập trung ăn hơn quân Mã đỏ. Nếu đỏ đẩy tốt bắt Mã, đen cũng sẽ ăn tốt bắt Mã. Thưa trọng tài Lưu Đức Hải, ông đánh giá thế nào về thế trận hiện nay ạ? Vâng, việc bên đỏ đổi quân xe lấy xe của bên đen có vẻ như rất vội vàng, bởi vì đỏ là bên kém quân. Khi đã kém quân, mỗi lần đổi đi một quân thì khả năng chơi cờ tàn kém quân sẽ tăng dần lên, và bấy giờ càng ngày bên hơn quân sẽ là bên có ưu thế. Do đó trong tấn công, khi mà đã bỏ quân đoạt thế, người ta rất hạn chế đổi quân để nhiều quân để tấn công. Tuy nhiên có vẻ như nước đổi quân vừa rồi bên đỏ rất là phí phạm khi mà đổi bớt một quân xe mạnh lấy một quân xe yếu đang phòng thủ. Có vẻ như là một sự lựa chọn không thực sự thông minh của kỳ thủ Đỗ Quốc Việt vào thời điểm này, đúng không ạ? Thực ra thì mỗi người có một phương án riêng, và trong toan tính của kỳ thủ Đỗ Quốc Việt có thể có những phương án khác. Đấy là anh đổi quân để tiếp tục anh lại huy động con xe ở bên cánh phải tham chiến. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Vâng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của ván đấu thứ nhất. Như vậy đỏ đã đưa được đến thế tứ tử đồng biên, tức là tập trung hai pháo một mã và một tốt, tiếp tục tấn công mạnh vào cánh phải của bên đen. Trong khi bên cánh này chỉ còn một quân mã ở nhà phòng thủ, còn quân pháo đen bên cánh phải đã tràn sang tấn công và bây giờ chưa có lực lượng để phối hợp. Như vậy bên đen hai quân pháo và mã bên cánh phải đã bị chia cắt khỏi đội hình, không tạo được thế liên hoàn. Còn đỏ với hai pháo một mã một tốt đang tạo dần thành thế liên hoàn. Quân xe đen bị phong tỏa không thể tiến lên hà để bắt mã đỏ, bởi tốt đỏ tốt biên ở lộ 1 đã phòng thủ. Và đen sẽ tiếp tục, đỏ sẽ tiếp tục có thể sẽ xe tiến 4 bắt quân tốt đen và chuyển sang thành ngũ.
Tới thời điểm này, mặc dù đỏ hơn bên đen một quân mã, đen hơn bên đỏ một quân mã, song đỏ có hai tốt sang sông. Hai mã của bên đen đều bị đẩy lùi sâu vào trong phòng tuyến của mình, và tạm thời đỏ kém lực lượng, song hơn hai tốt, và với hai tốt sang sông, thế trận đang được coi là cân bằng. Đây là một nước trung gian bắt pháo để chuẩn bị tốt 5 tiến 1 phong tỏa xe. Nước đi này chỉ là nước đi trung gian, song đỏ có thể vô hiệu bằng cách xe tiến 1 bắt pháo. Đen đã không làm như vậy. Đen đã không tích cực hóa của mình. Nếu đen xe tiến 1 bắt mã, bắt pháo, đỏ mã ăn về pháo, đen xe ăn sang pháo bắt tốt biên, bắt tốt ở lộ 7, và như vậy sẽ tích cực hóa được quân xe đen. Rất có thể đen sẽ mã 7 tiến 6 bắt đôi. Nếu đối phương tiến xe sẽ bay mã lên ngũ để đấu xe, tăng dần việc đổi quân chuyển sang cờ tàn. Tuy nhiên đen đã chọn phương án khác, đó là xe bình 2 đe dọa tấn công vào cánh. Giờ mới là nước bay mã lên để bắt đôi. Sau đó quân mã 1 sẽ tiếp tục tiến 3 để bắt pháo, và cứ như thế từng quân 1 giải tỏa được khỏi thế bị phòng thủ. Hai quân mã thay nhau tiến lên phòng tuyến của mình. Từng quân 1 sẽ lên hà, và khi đó lực lượng hơn quân sẽ được khai thác, phát huy lợi thế. Quân mã nằm sẵn ở lộ 1 trên hàng ngang của tướng luôn luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm buộc pháo đỏ không thể rời khỏi lộ 8. Nếu pháo đỏ rời khỏi lộ 8 sẽ rất có nhiều đòn phối hợp diễn ra, dẫn đến mất quân dành cho bên đỏ. Giờ nếu đỏ tiến xe tiến 2 để tránh khỏi thế mất tốt, hoặc xe bình 2 để giữ tốt, đen sẽ tiếp tục mã 1 tiến 3 bắt pháo. Nước đi duy nhất của pháo được coi là thích hợp, đó là pháo thoái 4 vẫn nằm trong chân mã. Nếu pháo không chạy, mã sẽ ăn lên pháo. Mã ăn lên, xe tiến 1 ăn mã. Xe đỏ ăn mã ở lộ 6, xe tiến chiếu và giật về bắt chết xe. Để tránh đòn nguy hiểm, đỏ sĩ 5 tiến 6. Mở toang phòng tuyến của mình. Tránh những đòn phối hợp phức tạp. Lại một đòn khác diễn ra.
Giờ nếu chạy mã sau hai nước chiếu liên tiếp của bên đen, đen sẽ mã 3 tiến 2 ăn pháo. Tới lúc này đen đã thể hiện rõ ý đồ tam tử đồng biên, tập trung đánh mạnh vào bên cánh trái của bên đỏ. Đen sẽ ăn mã hay đen sẽ mã 3 tiến 1 để tiến từ biên vào phòng tuyến của đỏ. Chúng ta sẽ chờ đợi. Nếu đen mã 3 tiến 1, đỏ sẽ tốt 2 bình 3. Nếu đen mã 1 tiến 2, đỏ sẽ tốt 3 bình 4 bắt chết mã. Tuy nhiên lúc này quân mã đã có căn giữ xe và mã đen sẽ giải tỏa. Rất có thể đen sẽ bỏ mã khi mà tốt và xe tập trung tấn công vào mã để ăn lại quân mã ở lộ 7 của bên đỏ. Đúng là như vậy, đen tốt 3 tiến 1. Quyết định tam tử đồng biên đánh mạnh vào cánh trái của bên đỏ. Với hành trình quân mã này, nó sẽ là mã 1 tiến 2, rồi xe ăn mã, rồi tiếp tục tiến chiếu, phái chiếu và mã 2 tiến 1 dọa chiếu hết. Rất là nguy hiểm. Liệu đen có tiến hai ăn tượng? Nếu tiến hai ăn tượng, đỏ có dám ăn mã? Nếu đỏ ăn mã, xe tiến chiếu, tướng tiến 1, xe thoái 1, tướng sẽ có hai phương án. Nếu thoái 1, bị pháo thoái 2 chiếu. Nếu tiến 1, nếu thoái 1, mã sẽ nhảy vào cột 1 và tiếp tục nhảy xuống lộ 8 chiếu hết. Phản đòn đã diễn ra, đen quyết định đúng thời điểm này bỏ mã. Bây giờ sau khi tiến 4 chiếu, tướng tiến 1, xe thoái 1 chiếu. Nếu tướng tiến 1 sẽ bị chiếu hết trong hai nước đi. Còn nếu thoái 1 sẽ nhảy mã 2 tiến 1 dọa chiếu hết. Và có vẻ như vào thời điểm này thì kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ đang có một chút ưu thế, đúng không ạ? Tới lúc này thì theo tôi là thế cờ đã rất là nguy hiểm cho bên đỏ. Vâng. Khả năng thủ hòa sẽ rất là mong manh. Bởi vì một khi mà Phan Anh Tuấn đã quyết định bỏ quân gì, tức là sẽ có đòn quyết liệt. Vâng. Dẫn đến thắng cờ. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi liệu anh có làm được điều đó hay không.
Bởi vì sau khi chiếu thoái mã 2 thoái 3 chiếu và mã 3 sẽ thoái 4 lưỡng chiếu và không còn gì phòng thủ đường nước chiếu đôi này. Vâng, tới lúc này kỳ thủ cầm quân bên đen Phan Anh Tuấn đã chiếu hết bằng nước chiếu đôi và hai kỳ thủ đã hoàn thành ván đấu thứ nhất. Kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã giành thắng lợi với 2 điểm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được theo dõi ván đấu thứ nhất của trận đấu giữa hai kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tới từ Quảng Ninh và kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ. Phần thắng của ván thứ nhất đã thuộc về kỳ thủ Phan Anh Tuấn tới từ Phú Thọ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đừng rời khỏi màn hình. Chúng ta sẽ quay trở lại trong ít phút với những diễn biến của ván đấu thứ hai. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với đấu trường cờ Việt 2017-2018. Ở ván đấu thứ nhất thì kỳ thủ Phan Anh Tuấn mặc dù là phải cầm quân đen đi sau nhưng mà anh đã vẫn xuất sắc vượt qua đối thủ. Và ở ván đấu thứ hai này thì cơ hội vẫn còn cho kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tới từ Quảng Ninh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của ván đấu thứ hai. Xin hỏi hai người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Trọng tài, ông đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị, hai người chơi đã sẵn sàng, trọng tài cũng đã sẵn sàng. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Ở ván thứ hai, kỳ thủ Phan Anh Tuấn Phú Thọ cầm quân đỏ đi trước, người đã giành chiến thắng ở ván thứ nhất. Kỳ thủ Đỗ Quốc Việt đến từ Quảng Ninh cầm quân đen đi sau.
Ở ván thứ nhất, chỉ từ một sai lầm trong khai cuộc, đó là cấu trúc đan đề mã, song quân mã biên không có tượng giữ. Kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã khai thác mạnh vào điểm yếu này. Và kỳ thủ Đỗ Quốc Việt đã lựa chọn một trận đấu rất bão, tức là anh bỏ quân đoạt thế và thí mã để đẩy hai tốt biên tấn công. Tuy nhiên, với những sai lầm trong cuối của giai đoạn khai cuộc chưa tích cực huy động cả hai quân xe vào cuộc, kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã khai thác được lợi thế hơn quân và đã giành được thắng lợi ván thứ nhất. Ván thứ hai, bên đỏ là Phan Anh Tuấn, người thắng ở ván thứ nhất, đã vào pháo đầu để tấn công. Như vậy thể hiện một tinh thần rất là quyết liệt. Mặc dù đã thắng ở ván thứ nhất, song không sử dụng thế trận không có pháo đầu, mà anh đã vào pháo đầu để tấn công và bây giờ đang là ngũ bát pháo. Đối lại với ngũ bát pháo, đen sử dụng bình phong mã, phương án tiến tốt 7. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỳ thủ Phan Anh Tuấn. Anh muốn nói gì ạ? Giúp ạ. Vâng, kỳ thủ Phan Anh Tuấn tiếp tục sử dụng sự quyền trợ giúp. Sao em nói? Vâng, xin mời kỳ thủ Phan Anh Tuấn, người trợ giúp cho anh đã sẵn sàng. Bây giờ. Nói. Alo ạ. Ừ. Vâng, biến này thì xử lý như nào là chuẩn? Biến này thì là người ta đánh trận tả tượng hoành, bình phong tả tượng hoành xe đấy. Thì em đè con xe bắt ngựa xong xe 9 tiến 1 đấy. Vâng. Đè xe thì họ chuyển xe vào giữ. Xe 9 tiến 1 thì xe 9 tiến 1 thì họ xe 8 và xe 2 tiến 4. Làm gì có xe 2 tiến 4 nào? À, pháo 2 tiến 4. Pháo 2 tiến 4 thì đấm tốt đầu. Đấm tốt đầu. Còn nếu sử mà họ đi pháo 2 tiến 1. Pháo 2 tiến 1 thì em lại nhảy con mã lên, xong rồi nó đấm tốt thì em nhảy con mã vào đấy. Xong xe 97 bắt chết thằng tốt đấy. Vâng, vâng, em hiểu. Cảm ơn anh nhá. Vâng, em hiểu ạ. Vâng, kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã nghe rõ sự trợ giúp chưa ạ? Nghe rõ rồi ạ. Vâng, ván đấu xin được bắt đầu. Đến lúc này, bên đen đã sử dụng một quân xe hoành, đấy là xe lộ bột chuyển ra lộ 4 để phong tỏa lộ mở 4. Bên đen sau khi tiến quá hà, bên đỏ sau khi tiến quá hà, xe 2 đã bình 3 bắt mã và đây là quân thứ nhất lọt sâu vào phòng tuyến của bên đen. Tiếp tục, đen đã tiến pháo quá hà để chuẩn bị phong tỏa mã bình vào bắt tượng để đối lại với việc pháo sẽ bình 3 để đè mã. Đỏ đã tốt 5 tiến 1 để nếu pháo vào đè mã bắt tượng, quân mã 7 sẽ tiến 5 và hình thành pháo đầu mã đội tấn công.
Đỏ đã lựa chọn một thế trận hết sức quyết liệt trong đối công. Trong tấn công, đỏ đã thí quân tốt 5 để thí trước và lấy lại sau. Nếu đen tốt 5 tiến một ăn tốt, đỏ sẽ tiến mã lên và dùng mã để phát triển sâu vào phòng tuyến của bên đen. Trong các phương án bình phong mã đối công với pháo đầu trong thế trận ngũ bát pháo như thế này, bình phong mã tiến tốt 7 là phương án có nhiều diễn biến đối công phức tạp nhất và cũng có nhiều cơ hội phản đòn cho bên đen nhất. Vừa rồi chúng ta thấy nếu đen không ăn mã lên tốt mà pháo tiến 3 tượng chiếu, đỏ sĩ 6 tiến 5, đen pháo 8, bình 1 ăn tốt, xong cũng không đe dọa được chiếu hết bởi vì còn có pháo và mã sẽ rút về nếu hai quân pháo tiến chiếu ở hàng ngang cuối cùng. Vì thế đen đã không lựa chọn phương án bình pháo ăn tốt biên sau khi pháo tiến 3 ăn tượng chiếu mà chấp nhận phương án ăn lên quân tốt đầu để giảm bớt nguy hiểm. Bởi nếu không sẽ bị hai đòn, tốt 5 sẽ tiếp tục tiến 1 ăn tượng chiếu tướng và đồng thời bên này còn có xe 2 tiến 2 ăn pháo bởi pháo đã tiến 3 ăn tượng, không có căn giữ quân pháo ở lộ 8 nữa. Tính tới thời điểm này thì vẫn là một thế trận khá cân bằng và giằng co được hai kỳ thủ tạo ra. Tuy nhiên ở ván đấu này thì kỳ thủ Đỗ Quốc Việt tới từ Quảng Ninh bắt buộc phải giành chiến thắng bởi anh đã để thua ở trong ván đấu đầu tiên. Tới lúc này đỏ đã quyết định bỏ tượng để tấn công mạnh vào trung tâm và bên cánh phải của mình. Giờ nếu mã 5 tiến 4 hoặc tiến 6 tránh khỏi thế mất mã sẽ bị mất quân tượng ngũ bởi xe đang cản tượng.
Nếu pháo ăn tượng ngũ, đen sẽ xe tiến 5 bắt mã và đòn bắt đôi, bởi lúc bấy giờ tượng bắt pháo và xe pháo phối hợp bắt mã tâm. Bây giờ ván cờ đã chuyển sang giai đoạn cờ tàn, xe pháo 4 tốt chống lại xe pháo 4 tốt và khả năng hòa của ván cờ là rất cao. Và kỳ thủ bên đen sau khi chiến thắng ở ván thứ nhất cũng chính là người đang mong muốn, kỳ thủ bên đỏ chính là người đang mong muốn có ván cờ hòa, bởi hòa anh sẽ có một ván thắng và một ván hòa, sẽ giành được quyền vào vòng 3 của đấu trường cờ Việt. Nếu không tỉnh táo mà tiến pháo đến hàng ngang cuối cùng của tướng của đối phương sẽ bị xe bình sang bắt chết pháo. Một nước đi trung gian không để cho xe pháo phối hợp ở cánh bên này, chuẩn bị quay lại pháo đầu và xuất tướng. Đòn đánh của bên đen đã rất rõ ràng.
Sau một loạt bước đi vừa rồi, đỏ đang cố gắng để lấy lại sự kém ưu thế về tốt. Rất có thể sẽ dẫn đến thế trận cuối cùng là xe pháo tốt chống lại xe pháo. Vâng, tính cho tới thời điểm này, thưa trọng tài Lưu Đức Hải, ông có thể dự đoán gì về thế trận này? Theo tôi thì thế trận lúc này ván cờ khả năng hòa là rất cao. Vâng. Bởi vì bên đỏ kém bên đen một tốt. Nếu như kết quả hòa xảy ra thì... Tuy nhiên là còn phụ thuộc vào khả năng cờ tàn của bên hơn tốt. Vâng. Và năng lực chống đỡ của bên kém tốt, chúng ta cũng lại phải tiếp tục chờ đợi. Bây giờ đang là xe pháo hai tốt chống lại xe pháo tốt. Giờ nếu đen đẩy tốt để cho xe giữ, đỏ sẽ đẩy tốt để tấn công. Và cũng có thể đỏ sẽ vào đầu chiếu. Nếu giữ theo phương ngang, đỏ vẫn có thể vào đầu chiếu. Nếu lên tượng, bình xe hỏi hết. Nếu lên sĩ, đẩy tốt tấn công. Để giữ tốt, đen hết sức mạo hiểm, dương sĩ để chống tướng của mình. Trong khi tốt đỏ có thể đột nhập ngay bây giờ vào phòng tuyến. Đây là nước đi hai đòn, ra pháo để giật pháo về, giằng tốt trước mặt xe, đồng thời đe dọa bình xe chiếu ăn pháo. Bây giờ sẽ là bình xe sang bắt tốt biên, và thế trận sẽ trở lại cân bằng về tốt. Nếu giật xe giữ tốt, sẽ mất tốt đầu, như vậy. Xe pháo tốt chống lại với xe pháo tốt, khả năng hòa tăng dần cho kỳ thủ kém tốt. Bây giờ lại bị nước bắt đôi, vừa bắt sĩ, vừa bắt tốt. Bây giờ sau hai nước trung gian, đen sẽ lấy lại được tốt, đỏ sẽ lấy lại được tốt.
Bây giờ bên kém tốt đã trở thành bên hơn tốt. Kỳ thủ Phan Anh Tuấn vào lúc này có lẽ rất mong muốn ván đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa. Điều đó cũng Đỏ chấp nhận bỏ cả tượng để quyết tâm đổi lấy pháo, giành thế hòa chắc chắn. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ anh Phan Anh Tuấn. Anh muốn nói gì ạ? Em anh hỏi đối phương em muốn đề nghị hòa. Vâng, anh Phan Anh Tuấn đề nghị hòa. Xin mời trọng tài Lưu Đức Hải sẽ làm việc với hai kỳ thủ ạ. Vâng, cho tôi xin nói chuyện với anh Đỗ Quốc Việt ạ. Vâng, Anh vâng Việt chào chú ạ. có chấp nhận thỏa thuận hòa của anh Phan Anh Tuấn không ạ? Thực ra cờ này thì là hòa từ một lúc trước rồi, nhưng mà vì cưỡng đánh cho ra bây giờ là thua lại. Nhưng bây giờ đối thủ xin Vâng. hòa để đỡ thời gian thì chấp nhận hòa thôi, tại vì cờ cũng đang đuổi, nếu mà đánh thực ra thì vẫn phải đỡ nhiều. Vâng. 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 Như vậy là chấp nhận lời cầu hòa của kỳ thủ Phan Anh Tuấn, mặc dù đang hơn một quân pháo, kỳ thủ Đỗ Quốc Việt đã đồng ý hòa cờ. Và như vậy với một ván thắng và một ván hòa, kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã đạt được 3 điểm và giành được quyền vào vòng 3 của đấu trường cờ Việt. Ở ván đấu thứ hai thì kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã đề nghị hòa và được sự chấp thuận từ kỳ thủ Đỗ Quốc Việt. Và như vậy thì kết quả của trận đấu này, kỳ thủ Phan Anh Tuấn đã là người giành chiến thắng và có mặt tại vòng 4 của đấu trường cờ Việt 2017-2018. Thưa trọng tài Lưu Đức Hải, ông đánh giá thế nào về hai ván đấu vừa qua? Có thể nói rằng là đây là những cái trận đấu rất là hay. Đúng là hai kỳ thủ xứng đáng đại diện cho hai nền cờ tiên tiến của hai Vâng. vùng trong những vùng quan trọng của đất nước. Vâng. Có nhiều kỳ thủ đã lọt vào vòng 3 và bây giờ lọt vào cả vòng 4 của đấu trường cờ Việt. Vâng. Và chúng ta thấy rằng là tuy nhiên trong những trận đấu vẫn có những cái sai sót nho nhỏ. Vâng. Và từ những sai sót nho nhỏ đấy, đối phương đã khai thác rất tốt và ván cờ nó đã có kết quả. Nó thể hiện qua 3 ván đấu mà chúng ta đã xem. Xin chúc mừng các kỳ thủ. Vâng. Bây giờ thì tôi xin phép được giao lưu với hai kỳ thủ. Đầu tiên, xin chào anh Đỗ Quốc Việt. Chào anh Việt. Anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình ngày hôm nay ạ? Đối thủ của tôi là anh Tuấn Anh chơi rất tốt và chúc anh vào sâu hơn nữa để giành chức quán quân. Vâng. Vâng, ở trong hai ván đấu vừa rồi thì có những cái thời điểm nào anh cảm thấy nuối tiếc về những cái nước đi có thể nói là cũng có thể là chưa sáng suốt lắm được không ạ? Có ván đầu thì tôi nghĩ là có một số nước đi của tôi là hơi hơi vội vàng, Vâng. nên ra không triển khai nhanh quân quân xe sang cánh mà cánh cánh yếu của đối đối phương đấy, tôi hơi lưỡng lự, nên ra mất mất cơ hội thì thua ngược lại ván đấy, là hơi tiếc. Vâng. Vâng, đúng thật là cái ván đầu tiên đã để Vâng. lại khá nhiều tiếc nuối cho các khán giả. Nhưng không sao, dù sao thì cũng xin chúc mừng anh bởi anh đã cống hiến cho các khán giả của VTC một trận đấu rất hay. Và xin được chúc anh sức khỏe và hẹn gặp lại anh vào đấu trường cờ Việt năm sau.
Xin được tiếp tục giao lưu với anh Phan Anh Tuấn ạ. Ở trong hai ván đấu vừa qua thì anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình ạ? Em thấy là đối thủ của em đi rất là trễ và rất là mạnh ạ. Vâng. Và trong trong quá trình hai anh thi đấu thì tôi có quan sát là anh Phan Anh Tuấn rất hay cắn móng tay lúc mà căng thẳng ý. Vậy thì đó có phải là thói quen hay là ở trong móng tay của anh có cái gì ạ? À, đấy khả năng là đó là thói quen anh ạ. Tại vì lúc đó là đối thủ cũng là rất là cao, nên ra là em rất là suy nghĩ nên là có đấy thói quen đó, em thành thói quen. Vâng. Và một lần nữa xin được chúc mừng kỳ thủ Phan Anh Tuấn. Và hôm nay thì anh đã có được một cái chỗ dựa rất là vững chắc, đó là những người, các cổ động viên ở trong gia đình và bạn bè của anh đã đến tận trường quay để cổ vũ cho anh. Và một lần nữa xin được chúc mừng anh. Hẹn gặp lại anh vào trong vòng 4 của Đấu Trường Cờ Việt 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.